Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 100 cho các anh, tổng cộng là 25 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng nào mà các anh chuyển khoản có giá trị từ 300.000 trở lên thì em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những đơn hàng nào mà mình chuyển khoản có giá trị dưới 300.000 thì em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn lại thì tất cả những đơn cót các anh nhận hàng, các anh được kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em phải chi tiết mã số 1. Mã số 1 em lên là một cây búa bi của Mỹ. Đây nè các anh, Warning Wear Safety Google của Mỹ nha. Mặt búa này. Chiều dài của cây búa này là 36,5 cm, nặng 500 g, giá là 600.000, mã số 1. Mã số 2 là một cây mỏ lít ngang của Mỹ luôn các anh. Đây này, Made in USA này. Cây này 10 inch nha các anh. Để em đo chiều dài trước. Chiều dài của cây này là 25 cm. Ngàm vặn còn rất là trơn tru luôn nè các anh. Ngà mở tối đa đến đây là 4,5 cm nha các anh. Mình xem răng bên trong này. Giá của cây này là 400.000, mã số 2. Dài 25 cm, ngà mở tối đa 4,5 cm. Số 3 là một cây mỏ lết hiệu tốt của Nhật. Hiệu tốt nè các anh. Japan này. Nó bị dính cái miếng giá này cho nên là vẫn nó có bị dính lại. Đây các anh. Ngàm bên trong này. Chiều dài của cây này là 17 cm. Ngàm mở tối đa được 2 cm nha các anh. Giá của cây này là 150.000. Mã số 3.
mã số 4 là một cây búa bi. Cái hiệu của nó này các anh, Machinic của Mỹ luôn nha. Giống cây búa số 1 cũng của Mỹ. Mặt búa này chiều dài của cây búa này là 26,5 cm, nặng 100 g, giá là 350.000, mã số 4. Mã số 5 là một cây kềm bấm chết hiệu Visa Grip 10 inch các anh, của Mỹ. Đây, hiệu Visa Grip này. Ở đây là các anh. USA này. Mình xem răng bên trong nè các anh. Chiều dài của cây này là 23 cm, giá là 900.000, mã số 5. Mã số 6 là một cây búa đinh hiệu Edwin của Mỹ. Edwin nè các anh. USA này. Mặt búa này các anh. Đầu bẫy đinh này. Chiều dài của cây này là 40 cm, nặng 800 g các anh, giá là 700.000, mã số 6. Mã tiếp theo là một cây kềm bấm chết Visa Grip 10 inch của Mỹ luôn các anh. USA này. Chiều dài của cây này là 22 cm, giá là 600.000, mã số 7. Mã số 8 là một cây kềm nhọn hiệu KTC của Nhật nha các anh. Đây, hiệu KTC này.
Răng bên trong của nó này các anh còn rất là đẹp luôn. Chiều dài của cây này là 29 cm, giá là 300.000, mã số 8. Số 9 là một cây búa bi hiệu KTC của Nhật luôn các anh. Ở đây có một cái tem Nhật và một cái mã vạch này các anh. Nó bị tróc bớt rồi. KTC này. Cái búa này nó còn rất là mới luôn các anh. Mặt búa này. Chiều dài của cây búa này là 31,5 cm, nặng 500 g, giá là 300.000, mã số 9. Mã số 10 là một cây kềm bấm cót hiệu Lobster của Nhật nha các anh. Đây, Lobster này, con tôm này các anh. Bung bình thường luôn nha các anh. Sorry, cái này nó tự bung ra xong rồi nó tán vô cái camera để em xe ra đây. Cái này bóp tự bung luôn nè các, bóp vào này, thả ra này. Nó còn hoạt động rất là ok. Chiều dài của cây này là 27,5 cm, giá là 350.000, mã số 10. Mã số 11 là một cây búa đinh hiệu Đốc Su. Đây, hiệu Đốc Su nè các anh, của Nhật nha. Phần sau thì nó hơi bị tróc cái nước xi một xíu, mà cái mặt trước còn đẹp nè các anh. Mặt búa này cũng còn rất là đẹp luôn. Đầu bế đinh nè các anh, cây này nó còn đẹp, còn khá là mới này. Trên này có khắc chữ Nhật luôn. Chiều dài của cây này là 35 cm, nặng 600 g, giá là 250.000, mã số 11. Mã số 12 là một cây cưa, cưa lách của Nhật. Này, tem Nhật nè các anh. Trên này có một cái tem và mã vạch. Tem Nhật này, Made in Japan này. Phần lưỡi cưa nè các anh. Chiều dài của cây này là 32 cm. Còn cái phần lưỡi là 16 cm nha các anh. Giá của nó là 150.000, mã số 12.
Mã số 13 là một cây mỏ lết hiệu Lobster của Nhật luôn. Cây này là UM46 các anh, size lớn này. Cây này nó còn rất là mới luôn các anh. Japan này, Lobster Japan này. Ngạm vẫn cũng còn trơn tru hết luôn. Miệng ngàm bên trong này. Chiều dài của cây mỏ lết này là 31,5 cm. Ngàm mình mở tối đa được 4,6 cm các anh. UM46 này. Giá của nó là 600.000, mã số 13. Mã số 14 là một cây kéo cắt tôn của Nhật, hiệu Mitsubishi các anh. Đây này, cái hiệu của nó nè các anh, chữ Nhật này. Mình xem phần lưỡi này. Cây này chiều dài của nó là 25 cm, giá là 250.000, mã số 14. Mã số 15 là một cây cưa bonsai của Nhật. Ở đây có tem Nhật nè các anh. Mã vạch này. Mình xem phần lưỡi của nó nè các anh. Này, cái màu nó ố như vậy chứ không phải là nó bị sét đâu nha các anh. Chiều dài của cây này là 48 cm nè các anh. 48 cm, cái phần lưỡi là 20 cm. Giá cây này là 100.000, mã số 15. Mã số 16 là một cây rìu của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Phần lưỡi này. Cái phần cán của nó cầm rất là chắc tay luôn nha các anh. Chiều dài của cây rìu này là 37 cm. Ngang này là 13 cm. Cái phần lưỡi là 10,5 cm nha các anh. Giá của cây này là 500.000, mã số 16. Mã số 17 là một cây kèm bấm chết Visa Grip. Cây này 7 inch các anh, của Mỹ. Cái loại này là một lẫy nè các anh. Đây, có một cái lẫy thôi. Mấy cái này có hai cây lẫy này. Cái này ba dòng cót mà một lẫy. 7 inch. Của Mỹ. Đây này, Visa Grip nè các anh. Ba dòng code này.
USA là các anh. Răng cây này nó cũng còn rất là đẹp luôn nè các anh. Cây này chiều dài của nó là 18,5 cm, giá là 800.000, mã số 17. Mã số 18 là một cây Mollet Lobster. Cây này UM30 của Nhật nha các anh. Mình xem ngàm bên trong này. Chiều dài của cây này là 20 cm. Ngàm mình mở tối đa được 3 cm nha các anh. Giá cây này là 220.000, mã số 18. Mã số 19 là một cây cờ lê khóa vòng 19 hiệu KTC của Nhật luôn các anh. Cây này nó còn rất là mới luôn. Cái này đầu khóa vòng nè các anh, rất là mới luôn. Trên cái cây gạt này nó cũng có khắc chữ KTC này. Hoạt động rất là trơn tru luôn các anh. Bên này là đầu cờ lê 19 này. Chiều dài của cây này là 25 cm, giá là 200.000. Mã số 19. Mã số 20 là một bộ ba cây đục bonsai. Ba cây này các anh, em lấy từng cây cho các anh xem giá chi tiết ha. Là chi tiết từng cây còn giá là đây rồi. Em dán qua bên đây đỡ nha các anh. Ở đây có một cái tem Nhật mà nó tróc gần hết luôn rồi các anh. Mình xem phần lưỡi này. Cây số 1 này chiều dài của nó là 20 cm, gần 20,5 các anh. Gần 20,5 cm. Lưỡi là 1,5 cm. Cây số 2 này. Tem Nhật này các anh. Cây số 2 thì chiều dài của nó là 20,5 cm. Cái rạc lưỡi là 1,5 cm luôn các anh. Bằng cây số 1 luôn. Ủa, hình như chiều dài ba cây này bằng nhau này. Chiều dài của cây này cũng vậy nè, 20, gần 20,5. Cây này thì nhìn như ngắn hơn một xíu. Lưỡi là 0,6 cm nha các anh.
ba cây này chiều dài là, nếu mà chính xác là 20,2 cm nữa các, cả ba cây. Còn lưỡi thì hai cây đầu là 1,5 cm, cây này là 0,6 cm. Giá cho ba cây là 700.000, mã số 20. Mã số 21 là một cây cạp xéo của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Miệng còn kính đẹp hết luôn này. Cây này chiều dài của nó là 20 cm, giá là 650.000, mã số 21. Mã số 22 là một cây kềm cắt của Mỹ các anh. À, cây này Calentun, kềm cắt Calentun của Mỹ. Đây là các Clinton này, Clinton made in USA, miệng kính hết luôn nè các anh. Chiều dài của cây kềm cắt này là 20 cm, 20. Giá của nó là 400.000, mã số 22. Mã số 23 là một cây kéo bếp của Đức. Chimney nè các anh. Mình xem phần lưỡi này. Chiều dài của cây này là 20,5 cm, giá là 250.000, mã số 23. Mã số 24 là một cây mỏ lết hiệu top của Nhật nha các anh. Đây này, top này, logo nội địa Nhật nè các anh. Cái này còn rất là mới luôn, Japan này. Ngàm vẫn còn trơn tru hết luôn. Miệng ngàm bên trong cũng còn rất là đẹp luôn này các anh. Chiều dài của cây này là 21 cm. Ngàm mở tối đa được 2,5 cm nha các anh. Giá cây này là 200.000, mã số 24. Mã cuối cùng là một cây cưa hiệu Sandvik của Thụy Điển. Đây các anh, Sandvik 227 Sweden. Cây này nó cũng còn khá là mới nè các anh. Chiều dài của cây cưa này là 39 cm, còn cái phần lưỡi này là 26 cm các anh. Giá của nó là 250.000, mã số 25.
Vậy là em đã lên xong 25 mã hàng trong clip số 100 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì hãy để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thủy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.